Đứng lại, làm gì đó? Cử động là tôi nổ súng. Tôi muốn gặp trưởng quan Đặng. Nhanh vào thông báo một tiếng, tôi là sứ giả của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan Lạp Thiết. Chờ đi. Không phải người anh em Lạp Thiết đây sao, trưởng quản lý? Tôi có lá thư của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan muốn giao cho chỉ huy Đặng. Được, nhưng lữ trưởng đã nói phải lục soát hai người thật là kỹ, không thể mang bất kỳ vũ khí nào vào trong. Lục soát, rõ. Đứng thẳng người lên. Được rồi, không có. Được, đi theo tôi. Qua đây, mau mở cửa ra. Rõ. Vào trong đi, anh em của anh đang ở trong đó. Lạp Thiết, người đâu rồi? Người đâu? Mau tới đây, con tin chạy rồi. Rõ. Con tin chạy rồi. Con tin chạy rồi, đuổi theo đi. Rõ. Xông lên! Hồng quân tới rồi! Giữ vững vị trí! Xông lên! Mau! Xông lên đi! Lên! Lên! Xông qua bên kia đi! Đi! Lữ trưởng, có chuyện lớn rồi. Con tin chạy rồi, Hồng quân đánh vào đây. Chúng ta rút lui đi. Rút gì mà rút? Con tin chạy mất là chúng ta cũng tiêu đời.
xông lên. Cậu đi vòng qua bên kia, tôi tấn công từ bên này. À, được. Đi. Mộc Hấp đại ca, tôi không sao, cậu mau chạy đi. Mau. Chạy mau. Mộc Hấp đại ca, Mộc Hấp đại ca, chạy mau đi. Tôi không đi. Chạy mau đi. Mộc Hấp đại ca, muốn đi thì cùng đi, muốn chết cùng chết. Cậu mau chạy đi. Chạy đi. Phim được dịch Quyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Muốn chạy đi đâu? Đặng Tú Đình, mày là tên súc sinh, giờ thì chạy đi, chạy thử xem nào. Lý Đức Ngũ, tới đây. Bắt hắn lại đi. Rõ. Dẫn hắn đi. Lên. Trói hắn lại đi. Qua đây. Mau lên. Lên. Đứng yên, tất cả đứng yên, cầm nhúc nhích, bỏ xuống xuống mau.
phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ra đi. Liễu trưởng, anh thật cao minh, đã cho đào đường hầm từ doanh trại ra đây. Anh đề phòng đúng là chu đáo thật. Cậu đừng có định hót nữa, đã là lúc nào rồi. Tôi cảm thấy càng về lúc này càng phải phấn chấn tinh thần lên. Chúng ta hiện giờ đi hướng nào? Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi hướng Tây, đến xã là tôi sẽ tự có cách. Vậy chúng ta đi. Đi, đi, đi. Nào, để xuống đi, kiểm tra kỹ vào. Được rồi, kiểm tra hết đi. Tìm cả buổi trời vẫn không thấy đi pha đâu. Tham mưu Hồng, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi rồi, không thấy đi pha. Không thể nào. Chạy đi đâu được chứ? Họ có thể giấu né ở đâu? Đội trưởng, có tình huống. Đội trưởng, anh nhìn đi. Hai tên đó trốn ra từ chỗ này, chắc dẫn theo đi pha rồi. Hắc nha, cùng tôi xuống dưới. Rõ, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Minh Thành, nhóm tham mưu Hồng và tiểu đội trinh sát đã cùng nhau tấn công doanh trại, cướp được phần lớn con tin. Đặng Tú Định và Lý Đức Ngũ chạy thoát sao? Đúng vậy, chạy rồi. Hơn nữa em trai Ly Pha của tiểu Diệp Đan cũng mất tích. Nếu với tham mưu Hồng, lập tức đưa con tin về, lên cho tiểu đội phải dốc toàn lực, nhất định phải tìm được tung tích của Ly Pha. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Lý Đức Ngũ, tôi không đi nổi nữa. Tôi mệt chết đi được à. Anh làm gì đó? Tôi đau chân. Đau chân? Chân anh gãy cũng phải đi cho tôi. Tôi cho anh biết, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Đứng lên đi. Tôi không đi, mau đứng lên. Đứng lên cho tôi. Đứng lên. Đi. Có điện báo. Tình hình ở Trấn Đại Kiều và Ninh Thự hiện nay cơ bản là như vậy. Chúng ta cần phải nhuận chi. Có tin tốt. Anh xem đi. Được tiền trạm gửi điện báo, họ đã phái đại đội lên núi chặn đánh Đặng Tú Đình. Phần lớn con tin người Di đã được giải cứu. Quá tốt rồi. Nếu với Minh Thành, nhất định phải tiếp đãi thật tốt những con tin người Di này. Họ trong tay của Đảng Quốc Dân chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta phải để cho họ biết thái độ của Hồng quân chúng ta đối với họ như thế nào. Đáng tiếc là Đặng Tú Đình đã chạy thoát, còn dẫn theo em trai Ni Pha của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Hiện tiểu đội trinh sát vẫn ở lại trong núi, tiếp tục truy tìm tung tích của Đặng Tú Đình. Liêu Minh Thành đã hạ lệnh, bằng bất cứ mọi giá phải cứu được em trai của Tiểu Diệp Đan quay trở về. Đặng Tú Đình này là cùng đồ mạt lộ. Hắn vọng tưởng nếu có được em trai của Tiểu Diệp Đan thì có thể ngăn cản chúng ta đàm phán với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Đúng là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng cũng có một bắt đầu không tệ. Nghĩ cách giải cứu con tin người Di là một bước đi quan trọng trong chính sách dân tộc của chúng ta. Tôi tin tưởng với chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết và hỗ trợ, chúng ta sẽ đàm phán thành công, dọn đường cho toàn quân. Có lẽ nên lệnh cho Lưu Minh Thành đưa con tin người Di về Trấn Đại Kiều, sau đó chống trống khu chiên, đưa người về trại Di. Còn phải kêu quân y của chúng ta xem cách vết thương của họ, giúp họ điều dưỡng thân thể. Được. Ân Lai, nào, leo lên. Cẩn thận, tình hình sao rồi? Hai chúng tôi đi một lúc lâu mới hết đường hầm này. Đường hầm này dài khoảng nửa dặm, cửa ra đầu bên kia là ở dốc núi bên cạnh. Không thấy bóng dáng của Đặng Tú Đình.
Theo tình hình này cho thấy, chắc chắn Đặng Tú Đình và Lý Đức Ngũ đã dẫn theo Nipha chạy trốn. Tư lệnh gửi điện báo, lên cho tiểu đội trinh sát tiếp tục đuổi theo, nhất định phải cứu được Nipha trở về. Rõ, tôi lập tức tập hợp đội ngũ, lập tức xuất phát. Đi, mọi người cẩn thận. Rõ. Tùng Lâm, tư lệnh lệnh chúng tôi hộ tống con tin về tới Ninh Thự, nhất định phải bảo đảm an toàn cho các con tin, bằng không hôm nay chúng ta chỉ đánh uổng công. Yên tâm, tôi sẽ xếp ngay. Đi mau. Đây. Cảm ơn. Ngồi đi. Mộc Háp đại ca hy sinh, tôi biết trong lòng của anh rất buồn, rất khó chịu. Anh ấy là vì cứu Nipha mới hy sinh. Đội trưởng Trần đã sắp xếp xong xuôi rồi, sẽ an táng Mộc Háp đại ca theo nghi thức mai táng của một chiến sĩ Hồng Quân. Mộc Háp đại ca tham gia Hồng Quân, vì sự nghiệp Hồng Quân mà hy sinh. Cô có thể nói với đội trưởng Trần một tiếng, tâm nguyện lớn nhất của Mộc Háp đại ca trước khi hy sinh là được mặc quân phục Hồng Quân. Nếu như có thể, hãy thực hiện tâm nguyện này của anh ấy. Yên tâm đi, tôi sẽ nói với đội trưởng Trần. Thì gì? Cô có biết không, đánh trận sẽ chết rất là nhiều người. Có lẽ có một ngày cô và tôi cũng không còn. Tôi biết chứ. Thiên Tuấn đã nói với tôi, khi tôi tham gia Hồng Quân, chính là luôn chuẩn bị có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đi đánh trận, đàn ông có thể tự chiến xa trường là chuyện thường tình, nhưng con gái cũng như vậy. Thì thật không nên. Trên chiến trường, không phân biệt nam nữ, chúng ta đều là chiến sĩ Hồng Quân như nhau. Được, lát nữa tôi sẽ đi tìm đội trưởng Trần, chính thức xin gia nhập Hồng Quân. Anh ấy đã hứa rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Cảm ơn anh đã chuộc vòng tay về cho tôi. Vòng tay mẹ cô để lại cho cô rất đẹp. Hồng Quân Công Đông Trung Quốc giải phóng dân tộc nhỏ yếu. Hồng Quân Công Đông Trung Quốc giải phóng dân tộc nhỏ yếu. Dân chúng người Chi người Hán đều là anh em máu mủ. Dân chúng người Chi người Hán đều là anh em máu mủ. Căm hận quân phiệt tứ xuyên áp bức người Chi tàn độc. Căm hận quân phiệt tứ xuyên áp bức người Chi tàn độc. Hồng Quân hành quân vạn dặm, thế mạnh như trẻ tre. Hồng Quân hành quân vạn dặm, thế mạnh như trẻ tre. Minh Thành, tham mưu Hồng gửi điện báo, họ đã chia binh ra hai đường. Trần Nhất Nam dẫn tiểu đội trinh sát đuổi theo Đặng Tú Đình, nghi cách cứu Nipha. Cậu ấy và Trần Tùng Lâm sẽ dẫn theo đại đội tăng cường hộ tống hai con tin người Chi khác đang trên đường trở về. Như vậy đi, dặn các đồng chí hậu cần chuẩn bị cho họ hai căn phòng để họ có chỗ nghỉ ngơi. Mặt khác, chuẩn bị cơm nước tươm tất cho họ. Được. Căm hận quân phiệt tứ xuyên áp bức người Chi tàn độc. Hồng Quân hành quân vạn dặm, thế mạnh như trẻ tre. Hồng Quân hành quân vạn dặm. Lữ trưởng, hay là chúng ta nghỉ một chút đi. Đói quá. Buổi sáng chàng có một chén cháo thôi, không chịu nổi nữa. Ráng đi. Nhưng nếu cứ vậy hoài, tới sáng ngày mai chúng ta chết đói trên núi luôn đó. Xem tên nhóc này trên người có vàng không. Hả? Xem trên người hắn có vàng không. Để tôi xem. Đưa tôi xem thử. Quay lại đi. Nghe lời đi. Anh còn tránh tôi đánh anh đó.
thật sự có nè. Kiều Mạch, Kiều Mạch, tới phía trước tìm một chỗ nghỉ chân. Đi, có thứ này ăn là tốt rồi. Đi. Lạp Thiết, hai con đường này là sẽ đi về đâu? Đường ở bên trái, sau khi đi qua hai đỉnh núi là có thể ra đường lớn để tới trấn Lô Cô. Còn đường bên phải sẽ đi thẳng về Xá La. Hướng Lô Cô là sẽ đi vòng về. Nhất định Đặng Tú Đình không đi vòng về đâu. Vì hắn chỉ còn một khả năng là hướng về Việt Tây Xá La để tụ hợp với các đại đội quán. Chúng ta phải nhanh chóng đi theo hướng Xá La. Nhất định trước khi hắn kịp tụ hợp với đại đội, phải bắt được hắn. Đi, mau đuổi theo, đi, mau. Hai vị đi thông thả, được rồi. Nhớ quay lại đó, được rồi, cảm ơn. Khách quan, anh đi mấy người? Chỉ mình tôi. Anh muốn uống chút gì không? Tôi không uống đâu. Tôi tới tìm một chủ trận của anh để bàn chút chuyện. Anh quen chủ trận của tôi sao? Đúng ra là không quen, là một người bạn giới thiệu tôi tới tìm anh ấy. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Tôi tên Trần Bình, là giáo viên dạy quốc văn ở trường tiểu học Ninh Thự. Anh chờ chút, mời ngồi. Được, nào. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ông chủ là người này. Vị này họ Trần, là giáo viên dạy quốc văn ở trường tiểu học Ninh Thự. Trần tiên sinh, anh tìm tôi à? Anh là Trần Chí Hỷ, ông chủ Trần phải không? Là tôi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được. Tôi tới tìm anh có việc gấp. Nào, ngồi đi. Được. Anh tới tìm tôi là có chuyện gì? Tôi chính là đội trưởng đội tiền trạm Hồng Quân Quỷ Thác tới tìm anh. Hồng Quân? Đội tiền trạm? Anh đừng có sợ. Hồng Quân là đội quân tốt nhất trên đời. Họ là gì? Người dân cực khổ mà nỗ lực phấn đấu. Hiện tại Hồng Quân muốn đi qua Dương Bảy Tử ở miền Bắc. Nơi đó là địa bàn của nhà Quả Cơ người Chi. Thủ trưởng Hồng Quân nghe nói anh là anh em kết nghĩa với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, cho nên họ muốn tới nhờ anh giúp họ lên núi đàm phán với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan về chuyện này. Tôi đối với Hồng Quân cũng không hiểu rõ lắm. Sao tôi phải lên núi giúp họ chứ? Chẳng lẽ anh không bằng lòng trợ giúp Hồng Quân sao? Trần tiên sinh, anh tích cực giúp Hồng Quân như vậy, rốt cuộc anh là ai? Tôi cũng là người vì người dân khổ cực mà phấn đấu nỗ lực. Anh cũng là Hồng Quân à? Tôi không phải là Hồng Quân, nhưng tôi và họ là cùng một dạng người. Anh là giáo viên dạy quốc văn ở trường tiểu học Ninh Thự, đúng vậy. Sao trước giờ tôi chưa từng gặp anh? Tôi ở nơi đó công tác, dạy học đã được 5 năm rồi. Chuyện mà anh nói, tôi muốn suy nghĩ lại một chút. Trễ một chút tôi sẽ trả lời anh. Chúng tôi hiện giờ đang rất là gấp. Anh xem lúc nào có thể trả lời chúng tôi. Hôm nay lúc 5 giờ chiều đi, làm phiền anh quay lại đây một lần nữa. Được rồi, chúng ta quyết định vậy đi. Lý Đức Ngũ, ngồi đây nghỉ chút đi. Được rồi. Quá tốt rồi. Qua đây. Đứng thẳng lên. Cậu đi lấy chút nước đi. Giao cho anh nè, Lữ trưởng. Cột hắn lại đi. Làm đúng mệnh lệnh, nhanh chóng gửi điện báo. Rõ. Báo cáo, đồng chí Trần Bình tới rồi. Tư lệnh. Đồng chí Trần Bình, mau ngồi đi. Anh gặp được Trần Chí Hỷ chưa? Gặp được rồi.
Tôi vừa tới quán rượu của anh ấy, cũng đã gặp được anh ấy rồi. Tôi có nói qua với anh ấy chị Không Quân và anh ấy giúp đỡ liên lạc với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Nhưng mà Trần Chí đối với chuyện này hình như vẫn còn do dự, không vội vàng đồng ý với tôi. Nếu là cần phải suy nghĩ lại một chút, theo quan sát của anh ta còn do dự về mặt nào? Hôm nay có người tới quán của tôi, tự giới thiệu mình là Trần Bình, nói là thủ trưởng đội tiền trạm Hồng Quân, ủy thác anh ta đến đây. Giờ tôi hỗ trợ họ đi qua núi, muốn tôi đàm phán với Tiểu Diệp Đan để Hồng Quân được đi qua miền Bắc Dương Bãi Tử. Trần Bình. Trần Bình này là người ở đâu? Anh ta giới thiệu mình là giáo viên về quốc văn ở trường tiểu học Ninh Thự. Anh ta cũng ám chỉ cho tôi biết anh ta thuộc tổ chức Đảng Cách Mạng. Tôi gọi anh tới là muốn hỏi anh có biết người tên Trần Bình này không? Theo những tin tức mà tôi nắm được thì trong tổ chức đảng ngầm ở Ninh Thự không có người nào tên Trần Bình. Tình hình khu vực Ninh Thự tương đối phức tạp. Đặng Tú Đình dùng chính sách áp đặt khiến người Di và người Hán bình thường đều có chút lo ngại. Tôi với Trần Chí Hỷ xưa giờ lại chưa từng gặp nhau, cho nên anh ta sẽ khó tin những gì tôi nói. Anh ta có lo nghĩ do dự, đó cũng là chuyện bình thường. Vậy anh ta sẽ suy nghĩ trong bao lâu? Anh ta nói là 5 giờ chiều nay tôi chịu khó quay lại quán rượu, anh ta sẽ cho câu trả lời. 5 giờ chiều tôi đi với anh. Anh làm như vậy là không sai. Tình thế càng phức tạp, chúng ta càng cẩn thận hơn. Tôi nói với Trần Bình là sẽ suy nghĩ lại chuyện này, trễ một chút tôi sẽ cho anh ta câu trả lời. Nếu không, làm phiền anh đi lại một chuyến, anh về hỏi lại tổ chức người tên Trần Bình này cuối cùng có thân phận ra sao. Được rồi, tôi đi tìm người hỏi thăm một chút. Anh chờ tin tức của tôi. Được. Lữ trưởng, anh làm tôi sợ chết đi được à? Tôi còn tưởng anh bỏ tôi nữa chứ. Sao tôi bỏ cậu được? Tôi chỉ đi tìm xem có gì ăn không thôi. Có được gì không? Kết quả là không có. Không có sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Người đâu? Đúng vậy, người đâu? Cậu hỏi tôi hả? Tôi kêu cậu trông chừng hắn mà cậu không trông chừng được sao? Hả? Tôi... Người đâu? Tôi cũng đâu có biết người chạy đi đâu. Vậy nãy giờ anh làm gì? Tôi đi lấy nước. Ai kêu anh đi lấy nước vậy hả? Lữ trưởng, không phải anh kêu tôi lấy nước sao? Tôi sao? Vậy sao bây giờ anh mới chịu quay về? Tôi đi lấy nước. Tôi phải đi tìm nơi có nước để lấy. Đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm người đi. Quay lại. Đi qua đó làm gì? Không phải là tìm người sao? Chạy đi đâu vậy? Đuổi theo đi. Quay về. Anh quay về đường cũ cho tôi. Chắc chắn hắn quay lại đường này. Mau đuổi theo. Được rồi, đuổi theo.
Đồng Hương, Đồng Hương, Đồng Hương, Đồng Hương, Đồng Hương, cứu tôi với. Mau cứu tôi với Đồng Hương. Đồng Hương, anh sao vậy? Tôi ở Dương Bãi Tử lẻm ra của quả cơ Tiểu Diệp Đan. Tôi tên quả cơ Nifa. Tôi bị đưa tới Chi Ca Lý làm con tin, rồi bị bắt tới đây. Tôi khó khăn lắm mới chạy trốn được. Anh có thể cởi trói cho tôi được không? Nhà tôi sẽ báo đáp cho anh. Người nào đuổi theo anh? Đặng Tú Đình. Đặng Tú Đình, người đang ở đâu? Hắn bên kia. Thật là đúng lúc. Tôi cũng đang muốn tìm ông ấy. Làm phiền anh dẫn đường. Đi. Ẩn nấp. Ai đó? Ra đây, ra đây. Không ra tôi nổ súng. Chú Ba, là chú sao? Ra đây. Chú Ba, đừng nổ súng. Tôi là Tử Chăn. Đừng nổ súng. Chú Ba, đứng yên. Để đi pha qua đây. Qua đây. Mau. Chú Ba, sao cậu chạy tới đây? Cứ điểm của con bị phát hiện rồi. Con như lúc xáo trộn chạy tới đây. Con tới Ưng Chuyển Nha tìm hai người, tới đó phát hiện bị Hồng Quân chiếm rồi. Con đoán là hai người sẽ trốn xuống đường hầm chạy ra ngoài, nên con theo đường này đuổi theo. Được, tới là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta cùng hợp nhau tiếp tục tiến về hướng Xá La. Đi thôi. Nhanh. Nào, cẩn thận một chút. Đi bên này. Đưa tôi. Tư lệnh chính quỷ. Về rồi hả? Báo cáo tư lệnh chính quỷ. Tình hình tôi biết rồi. Trận này các cậu đánh không tệ, vất vả rồi. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Hai chị này là con tin mà chúng tôi đã giải cứu được. Đây là con trai của thủ lĩnh Lạp Mạc, còn đây là em của thủ lĩnh Giác Cáp. Khổ cho hai chị rồi. Tư lệnh chúng tôi rất quan tâm tới hai chị. Biết được Đặng Tú Đình dẫn theo mọi người chạy trốn, đã đặc biệt phái đại đội lên núi cứu mọi người. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng cứu được mọi người trở về. Đáng tiếc là để tên khốn Đặng Tú Đình đó chạy thoát. Hắn còn dẫn theo anh Nifa nữa. Đừng lo, tiểu đội trinh sát chúng tôi vẫn tiếp tục trên núi truy tìm. Tôi tin nhất định sẽ cứu được Nifa trở về. Thời gian qua mọi người ở Di Ca Lý chịu khổ nhiều rồi. Lần này trở về nghỉ ngơi cho tốt vào, ăn chút gì đó đi. Sau đó tôi sẽ cho người đưa hai chị về nhà. Anh Du Lạc không được khỏe. Anh ấy cứ ho suốt như vậy, lại còn ho ra máu nữa. Bác sĩ Đường. Có. Tư lệnh, đây là bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi. Đây là em trai của thủ lĩnh Giác Cáp. Hình như cô ấy không được khỏe. Cô mau chóng kiểm tra cho cô ấy. Nếu như có bệnh thì mau chữa trị. Rõ, tư lệnh. Hai chị, mời theo tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Xin mời.
Tôi có hẹn với đồng chí Trần Bình. Tôi phải tới quán rượu của Trần Chí Hỷ. Được, anh nhớ cẩn thận. Lại đây, lại đây. Qua đây ngồi đi. Hai người kể rõ hơn tình hình lúc đó cho tôi nghe đi. Anh tới rồi hả? Chí Hỷ, Lão Lý, nhanh vậy quay về rồi à? Tôi đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Vào trong đi. Đi. Tôi đã hỏi thăm rồi. Ở trường tiểu học Ninh Thự có một giáo viên dạy quốc văn tên là Trần Bình. Anh ta ở đó dạy học cũng đã nhiều năm rồi. Anh ta cũng là người của chúng ta sao? Chuyện này tôi cũng đã làm rõ. Đích thực là người của chúng ta, nhưng mà không phải là cùng một tuyến với chúng ta. Tổ chức của anh ấy trực thuộc tỉnh ủy Xuyên Khang, do quỹ ban đặc biệt trực tiếp lãnh đạo. Hóa ra là như vậy. Đúng rồi, chuyện anh ta nói với anh là có quan hệ trọng đại, cần phải tiếp xúc với thủ lĩnh Tỷ Diệp Đan, trực tiếp đề nghị cho Hồng Quân thuận lợi đi qua khu Di ở miền Bắc để vượt qua sông Đại Đô. Chuyện này chúng ta không chỉ phải làm, mà còn phải làm cho thật là tốt. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chờ đồng chí Trần Bình tới, sau đó cùng với anh ấy bàn tiếp chuyện này. Được. Tử Văn, có mang theo điện đài không? Trong đây. Quá tốt rồi. Vậy đi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, được không? Quá tốt rồi. Qua đây, qua đi. Mau. Tử Văn, cậu mau gửi điện báo cho tham mưu trưởng, lệnh bọn họ hỏa tốc đi thẳng về hướng này để tiếp ứng cho chúng ta. Dạ, con biết rồi. Đội trưởng, tình hình sao rồi? Tôi chạy hơn 10 dặm đường vẫn không phát hiện bóng dáng của họ. Kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng ta đi sai hướng? Lạp Thiết, bên anh sao rồi? Cũng không có. Xem ra không thể gấp được. Nếu lỡ đi sai hướng là phiền phức lớn rồi. Đội trưởng, trời sắp tối rồi, mọi người ai cũng mệt, hay là tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Được, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. Khoai tây, to con, hát nha, mắt kính, bốn người các anh một tổ, đi ra trinh sát. Nếu gặp tình huống gì lập tức quay lại báo cáo. Rõ. Đi. Là bên này. Được. Ông chủ Trần, chào anh. Trần tiên sinh, anh tới rồi hả? Nào, vào trong đi. Được rồi, mời vào trong. Mời. Mời. Tư lệnh, vị này là ông chủ Trần Chí Hỷ, vị này là tư lệnh Lưu của chúng tôi. Chào tư lệnh Lưu. Ông chủ Trần, làm phiền rồi. Nào, qua đây ngồi đi. Nào, được. Mời. Ông chủ Trần, tôi nghe Trần tiên sinh nói ông đối với việc trợ giúp Hồng Quân chúng tôi lên núi đàm phán với thủ lĩnh Tỷ Diệp Đan vẫn còn một chút lo lắng, nên hôm nay tôi quý tới chào hỏi anh. Tư lệnh Lưu, đừng gọi tôi là ông chủ nữa, hay anh gọi tôi là đồng chí đi. Thật ra chúng ta đều là người một nhà. Tôi thuộc đảng cách mạng, là đảng viên bí mật. Tổ chức của tôi là trực thuộc quỹ ban công tác ngầm ở Ninh Thự. Tôi ở trấn Đại Kiều này đã công tác bí mật nhiều năm rồi. Đồng chí Trần Bình là trực thuộc tỉnh ủy Xuyên Khang. Chúng tôi là thuộc hai tuyến khác nhau. Hận thù chồng chất, không như nước, bỗng dưng đất bằng, nổi sóng gió. Thượng cấp quan là ai? Là Liêu Chí Cao ở Thạch Long Trường. Tôi biết đồng chí Liêu Chí Cao. Hóa ra anh cũng là đồng chí của chúng tôi. Đồng chí Trần Chí Hỷ, thủ trưởng, quá tốt rồi. Đây là tin tức tốt nhất mà tôi nhận được hôm nay. Nếu là đồng chí của mình, chúng ta không cần nói nhiều làm gì. Nào, tôi nhờ anh lập tức đi lên núi, tới liên lạc với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, trợ giúp chúng tôi
có thể mau chóng đi qua khu chi để vượt qua sông Đại Đô. Đây là việc khẩn cấp của chúng tôi. Yên tâm đi thủ trưởng, tôi sẽ lên đường ngay bây giờ. Tối nay là có thể gặp được thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Quá tốt rồi. Sau khi gặp được thủ lĩnh, quan trọng nhất là phải nói cho quỷ biết Hồng quân chúng tôi là đội ngũ như thế nào. Chúng tôi đi qua khu chi vượt qua sông Đại Đô lên Bắc Thượng với mục đích gì, được không? Chuyện này tôi hiểu rõ, xin thủ trưởng yên tâm. Tốt, lúc anh đi tới đó hãy mang theo thứ này cho thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Đây là tờ thông báo của Hồng quân mà Tổng tư lệnh Chu Đức chính tay ký tên. Trên này có chính sách dân tộc của đảng, để được dùng những câu từ thông dụng nhất, dễ hiểu nhất để giảng giải. Lúc cần thiết, làm phiền anh kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích rõ với cậu ấy. Tóm lại một câu là muốn nói cho cậu ấy biết Hồng quân và anh em người Di là người một nhà. Quá tốt rồi, tôi nhất định tự tay giao cho thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Trách nhiệm trên vai, xin nhờ cậu. Thủ trưởng yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mời. Quý viên trưởng Văn Quy, lại đây, ngồi đi. Văn Quy, tôi gọi cậu tới là muốn hỏi một chuyện. Quý viên trưởng cứ việc nói. Cậu nói tôi biết đi, nhóm Mao Trạch Đông có thể đi đường nhỏ băng qua miền Bắc khu Di hay không? Ý của ngài nói quân cách mạng mặc kệ các nhà người Di địa thế đỉnh núi san sát, cứ vậy dẫn Hồng quân đi theo con đường nhỏ tiến thẳng vào trong núi. Chuyện này tôi cảm thấy không có khả quan. Người chia miền Bắc trong những năm qua là do Đặng Tú Định quản lý, vẫn tiếp tục đấu đá không ngừng, vô cùng hung hãn. Quân cách mạng đã cùng đường mạt lộ, làm sao họ còn dám đối đầu với người Di? Nếu họ thực sự làm như vậy thì không cần tới quân đoàn 24 của tôi, chỉ nội người chia miền Bắc đã có thể đập tan quân cách mạng rồi. Có lý lắm. Hiện giờ tôi vẫn còn đang nghĩ mãi về chuyện này. Hồng quân cuối cùng là đi đường lớn hay là đi đường nhỏ? Mấy ngày nay cứ thảo luận tới lui chuyện này, cứ như đang đặt cược vậy. Đặt lớn hay nhỏ, chỉ có thể chọn một bên thôi. Quỷ viên trưởng, nếu như ngài thực sự không yên tâm, tôi sẽ rút bớt 2 lữ đoàn trong 4 lữ đoàn đang đóng ở Phú Lâm tới tuyến đường Lộ Định và An Thuận Trường, cho bố phòng ở đó. Văn Quy, đại chiến sắp tới rồi. Lâm trận đối tướng là tối kỵ của binh gia. Lần này Hồng quân muốn qua sông, tất nhiên bọn họ sẽ đánh một trận liều chết. Nếu như muốn thành công, chỉ có dùng trọng binh áp chế mới hy vọng nắm được phần thắng. 4 lữ đoàn thiết giáp của cậu không được rút đi lữ đoàn nào, toàn bộ sẵn sàng cho lệnh chiến đấu. Rõ. Đi đi. Rõ. Quân trưởng, tình hình sao rồi? Ông ta vẫn lo lắng quân cách mạng sẽ theo đường nhỏ lên miền Bắc. Tôi nói sẽ cho 2 lữ đoàn chuyển hướng về phòng thủ tại tuyến đường An Thuận Trường, ông ta lại chết sống không chịu. Giờ tôi đã biết trong lòng ông ta đang có dự tính gì. Dự tính gì? Hội chiến sông Đại Đô vừa nổ ra, nếu 2 lữ đoàn thiết giáp của tôi vẫn thoát thân an toàn không chút tổn hại nào, thì khi 2 lộ quân Tiết Nhạc tiến vào Tứ Xuyên, chúng ta sẽ trở thành sự uy hiếp đối với ông ấy. Đúng là đa mưu túc trí. Tính toán, tính đi tính lại, tính tới tính lui, trước sau gì cũng tính tới chúng ta thôi. Bây giờ phải làm sao đi? Hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Đối thủ của chúng ta không chỉ có Hồng quân, còn có Lão Tưởng.
Nhuận Chi. Lão Tổng à, đang xem báo à? Tôi tìm được ít báo, trong đó cũng có mấy tờ rất mới. Đọc mấy chuyện đại sự ở nước ngoài, chúng ta trên núi này chờ cũng lâu rồi. Tin tức thực sự là quá ít ỏi. Có báo chí đọc cũng rất là tốt. Có việc gì sao? Lưu Minh Thành gửi điện báo xin chỉ thị cho bước hành động kế tiếp. Tả quyền Lưu Á Lâu đã chiếm được thôn Đại Thụ 4-5 ngày rồi, không thể tiếp tục giả bộ đóng thuyền được nữa. Đúng rồi, hai ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhiệm vụ đánh nghi binh của họ coi như đã hoàn thành. Quân của Lưu Tương, Lưu Văn Quy cũng đã tiến vào Phú Lâm. Lúc này nếu như rút họ về đây mà chúng ta lại không đàm phán thuận lợi với người Di, chúng ta sẽ không còn đường nào khác để đi. Nhưng nếu không rút về, để lâu hơn sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là một vấn đề. Hay làm vậy đi, gửi điện báo cho Lưu Minh Thành, kêu nấy cho tả quyền Lưu Á Lâu rút về, kêu họ di chuyển dọc theo sông Đại Đô. Nhưng mà đừng nên đi quá nhanh. Chúng ta bên này một khi đột phá được rồi, họ mới hành quân gấp về tụ họp với quân chủ lực, rồi cùng nhau vượt qua sông Đại Đô. Vậy còn quân đoàn chính phía sau cũng bắt chước làm theo, rút dần về hướng Ninh Thự, chuẩn bị qua sông. Được, tôi đồng ý. Tử Văn, tối nay chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi. Được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mau. Nè, màn thầu ăn ngon không? Coi như cũng cầm cự được một lúc. Đoàn trưởng Lý, anh nhìn chú ba của tôi đi. Người ta đi đường cả ngày trời, chẳng ăn được thứ gì. Chỉ có vài cái bánh màn thầu thôi, anh ăn hết một nửa là quý vị đây. Tôi đói mà. Bình thường ăn thịt cá quen rồi, không thấy đói bụng gì hết. Cơm bụng trống chạy vòng vòng trong núi, chút thịt thà cũng không có nên dễ đói bụng lắm. Tôi nói cho anh biết, đây là khẩu phần lương thực của ba người chúng ta. Chúng ta còn phải đi 2-3 ngày nữa. Anh tự xem mà làm đi. Tôi biết rồi. Liễu trưởng, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Chuyện gì? Anh ngồi đi. Tôi thấy chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải là cách. Cậu nói nghe xem. Anh nghĩ đi. Tới Xá La còn phải đi thêm 2 ngày đường nữa. Chúng ta cứ mang theo tên người Di mọi rợ này. Nếu vậy tiểu đội Hồng Quân với võ sĩ người Di chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nếu bọn họ thực sự đuổi kịp, thêm Tử Văn là có 3 ngày, 3 tay súng cùng hơn 10 viên đạn, hoàn toàn không đánh được họ. Không chịu nổi được 10 phút. Ý của cậu muốn nói là tôi có 2 cách. Nói nghe thử. Cách thứ nhất là thả hắn đi. Anh nghĩ đi, tiểu đội Hồng Quân và võ sĩ người Di chủ yếu là đuổi theo hắn. Chúng ta bỏ hắn lại là sẽ an toàn ngay. Còn cách thứ hai? Cách thứ hai là làm vậy nè, Lữ trưởng. Đó chính là hiện giờ tiểu đội Hồng Quân và võ sĩ người Di đang theo đuổi chúng ta rất là gắt gao. Với tình hình của chúng ta hiện nay, nếu không cẩn thận là bị chúng bắt ngay, đúng không? Cho dù không bị bọn họ bắt được thì Xá La xa như vậy, chúng ta cũng không còn đủ đồ ăn. Chỗ Tử Văn chỉ còn 3 cái màn thầu. Tôi đếm rồi, 4 người chúng ta mỗi người chưa tới được 1 cái. Nếu anh cứ tiếp tục, chỉ có vừa mệt vừa đói. Mấu chốt là sức khỏe của anh. Thời gian không tha cho một ai. Tôi sợ anh chịu không nổi. Nhưng mà Lữ trưởng yên tâm đi, tôi có nghe ngóng rồi. Hồng Quân hiện giờ có chính sách ưu đãi tù binh, không giết còn cho ăn cơm. Vậy nên mới nghĩ tục ngữ nói rất đúng, giữ được núi xanh
Không sợ thiếu củi đốt, chúng ta giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Theo như lời của cậu nói thì tiếp theo chúng ta nên xuống núi đầu hàng. Anh thấy sao? Lữ trưởng Lý Đức Ngũ, có. Cậu là tên khốn kiếp. Lữ trưởng à, Lữ trưởng Lý Đức Ngũ, cuối cùng là cậu muốn gì đây? Không phải Lữ trưởng ơi, nghe tôi nói đi. Chúng ta chờ quân trưởng phái binh tới tiếp viện. Chúng ta nghĩ cách bỏ trốn. Cái tình xấu xa này không ra gì. Chú ba bình tĩnh đi. Chú ba bình tĩnh đi. Bất giận đi, bất giận. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải trốn thoát. Người nhà không thể gây tổn thương cho nhau. Phải đó. Từ bây giờ trở đi, nếu cậu còn dám nói với tôi chuyện đầu hàng thì coi tôi làm gì cậu. Chú ba. Chẳng phải tôi lấy đại cục làm trọng hay sao? Đi lượm củi đi. Đội trưởng, anh vẫn chưa ngủ à? Ngủ không được nên mới ngồi dậy một lát. Vậy để tôi trò chuyện với anh. Hai ngày nay tôi rất khó chịu, không dám khẳng định chúng ta có đi đúng hướng hay không, có đúng thật không. Nếu lỡ như Đặng Tú Đình không đi theo hướng này, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đội trưởng, tôi thấy không cần phải khẩn trương quá đâu. Anh nhìn đi, Đặng Tú Đình là quảng hốt chạy trốn. Hắn chắc chắn có thể chạy về Xá La thôi, nơi khác sẽ không có chỗ trốn. Phương hướng chắc chắn không sai đâu. Càng vào những lúc nguy hiểm, càng không thể khinh địch. Đặng Tú Đình là kẻ gian xảo, hắn đối với địa hình vùng này là vô cùng quen thuộc. Nếu lỡ hắn làm rối tầm nhìn của chúng ta, vậy chúng ta phí công vô ích rồi. Đội trưởng à, anh nói rất đúng. Lạp Thiết, anh cũng chưa ngủ à? Tôi cũng không ngủ được, cũng nghĩ tới chuyện của Đặng Tú Đình. Lạp Thiết, anh có cách nào tốt hơn không? Nếu Đặng Tú Đình là đi con đường này, tôi thật sự có biện pháp đuổi kịp hắn. Là biện pháp gì? Đi dọc theo con đường nhỏ, tiến thẳng về phía đông, tiến lên núi sẽ gặp được một đường khác. Đường này không dễ đi, lại còn có một vách núi treo leo. Nhưng mà chỉ cần đi qua được ngọn núi đó thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hơn nửa ngày đường. Như vậy chắc chắn sẽ đuổi kịp Đặng Tú Đình. Con đường này anh đi qua chưa? Đi rồi, lúc đi săn tôi vẫn thường xuyên đi qua. Vậy thì quá tốt, sáng sớm mai chúng ta lập tức xuất phát. Đi theo đường nhỏ để đuổi kịp Đặng Tú Đình. Vấn đề không lớn, là phổi bị viêm nhiễm. Uống thuốc này mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà đồng thời cũng phải chú ý bồi bổ cơ thể. Cảm ơn bác sĩ Đường, đem thuốc qua đây, đưa cho tôi. Dạ đây. Thuốc này anh bắt đầu uống từ hôm nay. Tới ngày mai, triệu chứng của anh sẽ giảm lại. Bác sĩ Đường, tư lệnh. Tình hình sao rồi? Đã kiểm tra rồi, là phổi lây nhiễm nên mới bị viêm. Nhưng mà chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là không thành vấn đề. Chúc cậu sớm ngày bình phục nha. Cảm ơn Hồng Quân, cảm ơn chị Quân Y. Ngày mai các cậu đã có thể trở về đoàn tụ với người thân rồi. Thật vậy sao? Tôi có thể gặp cha tôi à? Đương nhiên, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ cho người đưa hai cậu lên núi. Đoán chừng tới buổi trưa hai cậu có thể ăn cơm cùng với người nhà rồi. Vậy thì hay quá. Sau khi trở về giúp tôi giải thích với người nhà của các cậu. Nhớ là phải nói cho họ hiểu rằng Hồng Quân chúng tôi là đội ngũ như thế nào. Nói với mọi người, Hồng Quân chúng tôi và các anh em người Di trong đất nước này đều là người một nhà. Chỉ có phái phản động và chính phủ phản động mới là kẻ thù của chúng ta. Đã rõ chưa? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đây là thông báo của Hồng Quân chúng tôi, nhờ cậu mang về nhà cho người nhà xem qua, đọc một chút. Trên này có viết rất rõ ràng, Hồng Quân chúng tôi là đội ngũ có kỷ luật quân đội vô cùng nghiêm minh, là anh em của người Di. Cuộc sống của Hồng Quân chúng tôi cũng khá gian khổ, mọi người chẳng có được bao nhiêu tiền.
Đây là phần trợ cấp của tôi. Hai cậu lấy 2 đồng bạc mua ít đồ mang về cho người nhà, coi như thể hiện một chút tâm ý, xin nhận cho. Cái này cầm đi. Được, chúc hai cậu ngày mai lên đường bình an. Xin cảm ơn. Anh chậm thôi. Bên kia, đi. Hôm nay, việc liên hệ với thủ lĩnh người Chi cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Chúng tôi tìm được Trần Chí Hỷ, là đảng viên bí mật của công quỹ bí mật Ninh Thự. Anh ấy với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan là anh em kết nghĩa. Hiện giờ, anh ấy đang lên núi tìm thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Đoán chừng ngày mai sẽ có tin. Tốt. Dưới sự cố gắng của các anh, có thể tiếp xúc được với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan đúng là bước tiến không nhỏ. Trong đêm vẫn gọi anh đến đây là muốn cùng nhau nghiên cứu bước tiếp theo trong công tác bố trí. Chủ tịch à, anh nói đi. Tình thế trước mắt là rất nghiêm trọng. Tưởng Giới Thạch đã cho trọng binh canh giữ tại sông Đại Đô, chỉ chờ tiêu diệt hết chúng ta. Hai lộ quân Tiết Nhạc đã vượt qua Đức Xương. Hiện giờ chỉ cách quân đoàn chính 1 ngày đường. Trước mắt, việc đi đường nhỏ qua khu người Chi vẫn chưa rõ. Cho nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ý của chủ tịch là... Ý của chủ tịch là phải phòng ngừa chu đáo. Một mặt vẫn tận lực tìm cơ hội để tiến lên phía bắc qua sông Đại Đô, cùng phương diện quân Hồng Tứ hợp quân. Mặt khác cũng lo chuẩn bị phát triển lực lượng vũ trang địa phương, thành lập căn cứ địa, triển khai chiến tranh du kích. Tôi hiểu rồi. Muốn thành lập căn cứ địa sẽ có rất nhiều việc cần phải hoàn thành: chọn ra cán bộ, tổ chức chính quỹ, thành lập tổ chức địa phương, chân chân. Những chuyện như vậy cần phải sớm sắp xếp cho tốt. Còn nữa, chúng ta phát triển lực lượng vũ trang địa phương, tốt nhất là đừng dùng tới danh hiệu Hồng Quân, mà hãy chọn ra một danh hiệu nổi tiếng ở đó. Chủ tịch, lúc chúng tôi tiến vào Ninh Thự, có nghe đồng chí bên đảng ngầm nói rằng người dân ở huyện thành Ninh Thự từng đốt cháy huyện nha cùng các sổ sách nộp thuế, thành lập hẳn một lực lượng nhỏ ngay tại địa phương, lấy tên là Đội Quân Chống Nộp Thuế. Tôi đang nghĩ nếu thành lập lực lượng vũ trang địa phương có thể lấy tên này hay không. Đội Quân Chống Nộp Thuế, Đội Quân Chống Nộp Thuế, hình như tôi từng nghe nói tới. Có thể cân nhắc. Đội Quân Chống Nộp Thuế ra đời là thuận theo ý chân, phù hợp với yêu cầu của quần chúng, sẽ tạo được tiếng vang. Nhưng mà phải chú ý 2 điểm. Điểm thứ nhất, Đội Quân Chống Nộp Thuế phải là lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của đảng. Điểm thứ hai, Đội Quân Chống Nộp Thuế phải trực thuộc quỹ ban mới thành lập và quỹ ban lãnh đạo cách mạng. Được. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu một chút về việc tuyển chọn cán bộ và các vấn đề tổ chức trong đội. Được. Quân trưởng, trễ dậy rồi chưa ngủ sao? Quân trưởng, Dương Trạch Tuấn ở Phú Lâm gửi điện khẩn. Dựa theo quan sát của đội quân giám sát mà Dương Trạch Tuấn phái đi, quân cách mạng ở sông Đại Đô bắt đầu có di chuyển, hình như đang dịch chuyển về phía Tây. Nhóm Chu Mao Hồng này đang làm trò gì vậy? Có phải là sau khi trinh sát xong, bọn chúng cảm thấy binh lực không đủ? Nếu qua sông, ở vị trí thôn Đại Thụ sẽ khó khăn, nên muốn đổi sang nơi khác qua sông. Cũng có khả năng này. Vậy tình huống này có báo với lão Tưởng hay không? Khoan nóng nảy, quan sát thêm 1 ngày, báo cho Dương Trạch Tuấn, giám sát nghiêm ngặt động tĩnh ở bờ bên kia, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ý của anh là quân cách mạng bắt đầu muốn qua sông? Không phải là không có khả năng này. Chỉ huy của quân cách mạng ai cũng lợi hại. Mấy chuyện Dương Đông kích Tây này cũng đâu phải là chưa từng diễn ra. Chúng ta không thể mắc bẫy chúng. Tôi hiểu rồi.
Tìm gì vậy? Tử Văn, chưa ngủ à? Tôi hỏi là anh đang tìm cái gì vậy? Tôi đói quá. Ban ngày chưa ăn no sao? Đúng vậy. Cứ màng thầu không, chẳng có chút thịt gì thì hoàn toàn không chịu nổi. Cũng phải, tôi cũng đói bụng. Cầm theo bánh bao, chúng ta qua kia ăn đi. Được. Đi, đi. Lạp Thiết, đã trễ rồi, sao còn chưa ngủ? Tôi không ngủ được, muốn tới gặp anh nói chuyện vài câu. Được, ngồi đây nói chuyện đi. Là rượu bắp, uống một ngụm đi. Tôi không uống rượu, đang canh gác mà. Khuya rồi sao anh không ngủ đi? Anh ra tìm tôi nói chuyện gì? Muốn tâm sự với anh về Thi Di. Vậy anh nói đi. Thi Di là cô gái tốt, thân thế cũng rất tội nghiệp. Sau khi cô ấy trốn đi, đã được hai người cứu. Một người là tôi, một người là anh. Mà hai người này đều thích cô ấy. Nè, khoan đã. Rõ ràng là anh thích cô ấy, đừng có kéo tôi vào. Tôi xem thường người đàn ông như anh. Đàn ông người như chúng tôi dám yêu dám nhận. Thích thì nói thích, có gì đâu mà phải ngượng ngùng. Vậy được rồi, tôi thích Thi Di đó. Thì sao? Như vậy mới phải. Hiện giờ Thi Di là chiến sĩ Hồng Quân, tôi cũng là chiến sĩ Hồng Quân, anh cũng là chiến sĩ Hồng Quân. Ba người chúng ta đều là chiến sĩ Hồng Quân. Ba người chúng ta là bình đẳng, là chiến hữu. Tôi nói nghe nè, hai chúng ta đều có quyền theo đuổi cô ấy. Nhưng mà cuối cùng cô ấy có thể kết hôn với ai là do ông trời an bài. Chúng ta không thể được hận đối phương đâu đó. Lạp Thiết, anh vừa tham gia Hồng Quân, có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa rõ. Trong đội ngũ cách mạng, việc kết hôn phải được phê chuẩn. Không phải ai thích ai là có thể kết hôn ngay. Với lại chuyện kết hôn này là phải có điều kiện phù hợp. Đây là quy định. Phê chuẩn? Là ai phê chuẩn? Đương nhiên là lãnh đạo cấp trên phê chuẩn. Thôi trễ rồi, anh mau về chỗ ngủ đi. Đừng có đây suy nghĩ lung tung nữa. Trong đội ngũ Hồng Quân, chỉ cần anh biểu hiện tốt, anh dũng giết địch, anh thích cô gái nào, cuối cùng cô gái đó nhất định sẽ thuộc về anh. Hóa ra là như vậy. Phải biểu hiện tốt, đúng. Còn phải được phê chuẩn, đúng. Anh mau về ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Được rồi, tôi về ngủ đây. Để rượu lại cho anh đó. Nè, đem rượu của anh đi, tôi không thể uống được. Uống rượu cũng phải được lãnh đạo phê chuẩn sao? Đây là kỷ luật mà. Nếu về việc kết hôn là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau? Ừ, hai chuyện khác nhau.